CDT News nhận diện 5 sát thủ vô tình lặng lẽ hại gan mỗi ngày. Lá gan của chúng ta giống như cái khiên sắt, kiên cường tiêu diệt mọi thứ độc hại có ý định xâm nhập vào cơ thể qua đường máu. Gan có khả năng tự sửa chữa, tái sinh rất kỳ diệu, nhưng tại sao các bệnh xơ gan, u gan vẫn thường xảy ra? Đó là vì chúng ta thường mở cửa cho các sát thủ vào hại gan một cách vô tình. Người hiện đại có nhịp sống tương đối nhanh, mọi người ngoài công việc hàng ngày lại còn bận rộn việc xã giao nên thân thể thường xuyên mệt mỏi, tinh thần luôn khẩn trương. Nhiều người dùng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe bừa bãi. Cũng có người thường xuyên có thói quen ăn đêm, thức đêm, hút thuốc lá, say rượu. Những việc này nếu kéo dài đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta nên dưỡng thành thói quen sinh hoạt tốt, sửa chữa những thói quen xấu, bảo dưỡng gan thật tốt để gan không phải sợ hãi năm thứ sau. 1. Gan sợ uất ức. Đông y cho rằng trong ngũ tạng, gan chủ phẫn nộ, tức giận. Người tức giận, khí sẽ đi lên trên. Có câu thành ngữ là nộ khí xung thiên chính là như vậy. Khí đi lên trên rồi, bên dưới không còn gì, sẽ phát sinh bệnh. Nếu như một người bị vây trong trạng thái hậm hực, tức giận lâu ngày, khí sẽ không được lưu thông thông suốt, đối với gan tạo thành nguy hại lớn. 2. Gan sợ thức khuya. Người trưởng thành thông thường thời gian ngủ nên là 8 tiếng, nên bắt đầu lên giường đi ngủ lúc 11 giờ đêm, đến rạng sáng khoảng 1 đến 3 giờ sẽ tiến vào trạng thái ngủ sâu. Đây là thời điểm nuôi dưỡng gan tốt nhất. Trái lại, gan sẽ không được cung cấp đầy đủ máu. Vào giờ nghỉ trưa, chỉ cần 5 phút nhắm mắt tĩnh thần hoặc ngủ trưa sẽ giúp gan rất nhiều. 3. Gan sợ say rượu. Trong xã hội hiện đại, uống rượu đã trở thành phương tiện giao tiếp, chứng tỏ bản lĩnh. Nhiều người ở trên bàn cơm ăn uống linh đình, uống rượu vô độ. Mọi người đều biết rượu rất độc với gan. Gan là nơi cơ thể xử lý rượu, biến rượu thành chất vô hại để đào thải ra ngoài. Người uống nhiều rượu sẽ làm tăng gánh nặng thải độc cho gan, khiến gan không kịp thời giải độc, lâu ngày gây gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan. Do vậy, dù là uống xã giao hay uống vui, vẫn nên nhớ sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Không nên uống nhiều rượu, càng tránh được nhiều càng tốt. Người bị bệnh gan thì nên bỏ hẳn rượu. 4. Gan sợ thuốc. Gan là cơ quan giải độc của cơ thể. Rất nhiều thuốc khi vào cơ thể đều phải được chuyển hóa ở gan, nên nếu dùng nhiều cũng gây tổn hại cho gan. Một số thuốc có khả năng gây độc gan như paracetamol, thuốc hạ sốt giảm đau, vitamin A, thuốc chống lão hóa, thuốc kháng retrovirus. Những thuốc này khi sử dụng kéo dài và quá liều đều gây hại cho gan. Bởi vậy, khi sử dụng thuốc, bạn nên lưu ý đến tác dụng phụ. Tốt nhất là không sử dụng thuốc bừa bãi, chỉ nên sử dụng dưới sự tư vấn của chuyên gia y tế. Bên cạnh đó, hãy lưu ý ăn các thực phẩm giàu vitamin, tinh dầu và các chất oxy hóa để chúng cùng hiệp lực hỗ trợ gan giải độc. 5. Gan sợ béo phì. Tỷ lệ người béo phì bị gan nhiễm mỡ rất cao, có đến 80% người thừa cân béo phì bị gan nhiễm mỡ. Đây là tình trạng các tế bào gan bị thoái hóa, thay thế bằng mô mỡ. Người bị gan nhiễm mỡ thường không có biểu hiện gì, tuy nhiên lâu ngày có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Nghiên cứu cho thấy người bị gan nhiễm mỡ có tuổi thọ thấp hơn người khỏe mạnh. Do vậy, nếu bạn đang trong tình trạng thừa cân, thì giảm cân là một trong những biện pháp dưỡng gan tốt nhất. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!